Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Sát nằm ở phần đầu dãy Hoàng Liên Sơn là trung tâm lớn về đa dạng sinh học với hệ động thực vật vô cùng phong phú. Đặc biệt nơi đây có cảnh quan vô cùng hấp dẫn, thu hút sự quan tâm khám phá của du khách. Chính vì vậy, khai thác du lịch gắn với quản lý bảo vệ rừng bền vững là mục tiêu được khu bảo tồn và chính quyền địa phương quan tâm. Tuyến leo núi chinh phục đỉnh cao 3.064m, đỉnh Kỳ Quan San từ lâu đã được những du khách ưa khám phá biết đến. Cung đường chinh phục đỉnh Kỳ Quan San là cung đường gian nan bậc nhất, nhưng có vẻ đẹp vô cùng quyến rũ. Du khách sẽ được khám phá nhiều điều mới mẻ đặc sắc mà không đâu có được. Đó là những cây hoa đỗ quyên ngàn năm tuổi trên độ cao 2.100m, những thảm cây ôn đới đa sắc màu và trải nghiệm nét văn hóa độc đáo của đồng bào nơi đây. Trước nhu cầu ngày càng tăng của du khách, một số hộ dân đã đầu tư phát triển dịch vụ phòng nghỉ đáp ứng nhu cầu của du khách. Theo chính quyền địa phương, việc phát triển các dịch vụ tự phát không chỉ tạo công ăn việc làm cho người dân mà còn thuận lợi hơn cho công tác quản lý bảo vệ rừng. Chúng tôi thấy là sau khi cái dịch vụ này mà nó ra đời rồi ấy, thì là nó sẽ dễ dàng hơn trong cái công tác quản lý của cấp ủy chính quyền địa phương. Đấy thì chúng tôi thấy là nó cũng thay đổi tốt hơn. Chứ còn nếu mà không, trước đây thì nó cứ đến là ăn hang ở, cũng là cứ đi trên đường, có thể đến ở đâu mệt thì nằm ở đó, rồi có thể chặt củi đón đốt ở đó, hoặc là có thể là chặt phá rừng thì nó sẽ bừa bãi hơn. Nhưng nó có một cái chỗ cư củ ở đây thì nó sẽ thuận lợi hơn, là cái vấn đề là ăn nghỉ này. Nó có một cái nội quy nó rất là rõ ràng. Đến với khu bảo tồn thiên nhiên Bát Sát, không chỉ chinh phục leo núi Kỳ Quan San, du khách còn được lựa chọn tuyến du lịch mạo hiểm khám phá rừng già rền sáng Y Tý, chinh phục đỉnh núi Lão Thần, hay trải nghiệm tuyến đường đá cổ Ba Vì. Đây là lý do mà khách du lịch đến với khu bảo tồn ngày càng đông. Chính vì vậy, việc phát triển du lịch gắn với quản lý rừng bền vững ngày càng được chính quyền địa phương và ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bát Sát quan tâm. Rền sáng thì hiện nay có một cái thác suối đỏ thì cũng được du khách cũng như là người dân ở các xã lân cận cũng vào ở trong đấy là tham quan, rồi là vào ở trong đấy là chơi, chụp hình ảnh. Thì chúng tôi cũng có cái tuyên truyền là trước hết là phải đảm bảo cái việc không có chặt phá, không có cái tránh cái trường hợp là người ta vào tham quan ở trong đấy có những cái cây gỗ quý người ta lợi dụng, có thể người ta lấy trộm. Chúng tôi cũng có cái tuyên truyền để làm sao các cái hộ dân ở trên ngải trồ cũng vùng lân cận đấy, đặc biệt là các cái tổ tuần tra của dự án kết 8 phải nắm bắt, có kiểm soát. Cái du lịch sinh thái thì theo quy định thì các ban quản lý rừng là được phép tổ chức thực hiện. Thế và tới đây thì chúng tôi sẽ đề xuất với tỉnh, với cấp trên là sẽ để xây dựng cái đề án phát triển du lịch chung cho khu bảo tồn. Trong đó thì để xác định rõ những cái các điểm tuyến du lịch mà mình cần đề xuất và để kêu gọi các cái nhà đầu tư cũng như là hỗ trợ về năng lực quản lý du lịch và vừa phát triển du lịch gắn với công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ rừng. Khai thác tiềm năng môi trường sinh thái tự nhiên của rừng đặc dụng một cách hợp lý để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái sẽ tạo nguồn thu tái đầu tư cho công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và bảo tồn đa dạng sinh học trong khu bảo tồn, nhằm xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên Bát Sát trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn trên bản đồ du lịch của tỉnh Lào Cai.